Thưa quý vị và các bạn, phản ánh qua đường dây nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, hàng chục hộ dân ở xóm 3 thôn Thổ Khối, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu phải sống chung với mùi khét, tiếng ồn từ một cơ sở tái chế vỏ dây điện gần đó trong suốt hơn một năm qua. Đã nhiều lần người dân phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng dường như mọi việc vẫn án bình bất động. Đây không phải là lần đầu tiên hàng chục hộ dân ở thôn Thổ Khối bày tỏ ý kiến bức xúc với các cơ quan chức năng. Trong chương trình thời sự phát sóng ngày 22 tháng 2 năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh tình trạng này, tuy nhiên cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động. Theo phản ánh của người dân địa phương, cơ sở tái chế phế liệu này là của ông Nguyễn Danh Sơn, trú tại thôn An Lạc, xã Đồng Tiến. Ông Sơn xây dựng cơ sở tái chế này trên diện tích đất thổ cư của gia đình. Cơ sở đi vào hoạt động hơn một năm nay. Nhà của ông Lộc chỉ cách cơ sở khoảng 20 mét, nên phải chịu đựng mùi hôi, mùi khét, tiếng ồn ảnh hưởng cả ngày. Để khắc phục bụi và mùi khét, chẳng còn cách nào khác, ông đành phải căng bạt như thế này. Tiếng ngồi lên đây và đêm nữa còn đốt đồng rất là khét, ảnh hưởng đến là xung quanh hàng xóm này. Học hành bây giờ các cháu không học được. Bây giờ thời điểm như thế này, bây giờ nhà trường không học được, bây giờ học đang học ở trên mạng. Mà các cháu ngồi thế này nó ổn rất là ổn. Hôm nay chính thức ra là vẫn hai máy. Từ cái khi mà có dịch Covid-19 này, máy này hoạt động liên tục, không mất ngày một ngày nào. Vì nằm giữa khu dân cư nên mỗi khi xưởng hoạt động là tiếng ồn ào, tiếng máy móc phát ra ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nguy hiểm hơn là thứ mùi khét, mùi nhựa cháy khi tái chế. Thứ mùi này là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với hơn 40 hộ dân ở đây. Do đang phải dạy học online tại nhà, nhưng anh Tuấn, giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thường xuyên phải ngắt quãng chương trình vì tiếng ồn phát ra từ cơ sở này. Với cái tiếng ồn này, không những ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi muốn giảng dạy tại nhà trong cái thời gian Covid này thì hoàn toàn không thể làm được điều đó vì cái tiếng ồn này, sinh viên không nghe thấy gì. Theo tìm hiểu, cơ sở tái chế này thường hoạt động từ 7 giờ sáng đến 18 giờ tối. Đặc biệt, trong thời điểm này, dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nhưng cơ sở vẫn hoạt động bình thường. Ông Tạ Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến thừa nhận cơ sở tái chế phế liệu của ông Sơn đã gây ô nhiễm tiếng ồn trong thời gian dài. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã có những biện pháp cụ thể nhưng xem ra chưa phải là giải pháp mang tính lâu dài, ổn định. Sau khi chúng tôi nhận được ý kiến đề nghị của một số hộ dân thôn Thổ Khối, Ủy ban nhân xã đã mời gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn và các hộ dân có một buổi làm việc. Ủy ban xã chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn là sẽ khắc phục, tìm địa điểm để thời gian sớm nhất để di chuyển cách khu dân cư. Theo lãnh đạo xã Đồng Tiến, thì việc để cơ sở sản xuất tái chế phế liệu tại địa bàn dân cư là trái với quy định. Vậy tại sao một cơ sở tái chế mọc giữa khu dân cư không đảm bảo các quy định của pháp luật suốt hơn năm qua nhưng lại vẫn tồn tại?